Hồ Kim, Môn Khang, Tập Kim dưới danh nghĩa hiệp sĩ. Ở đây chắc là chắc hắn đã phóng thích sức mạnh của Elvis. Ta sẽ tiễn các người về thế giới u tối. Bây giờ ngươi sẽ nhìn thấy sức mạnh thật sự của ta. Đặc kinh là bá đạn. Các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Không có ai có thể cản được ta. Ta đã có ngươi rồi. Vương quốc này sẽ thuộc về ta. Ánh sáng hy vọng đang dần biến mất. Thế giới này sẽ lập tức rơi vào bóng tối. Ngươi đang định làm gì vậy hả? Ta sẽ quăng ngươi xuống biển sâu tâm tôi. Ta sẽ cho người nếm mùi gì ta đã phải trải qua khi bị nhốt trong bóng tối hàng trăm năm. Hậu duệ của Four Seasons. Dừng lại. Chiến. Tên gốc kia, ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Đương nhiên rồi. Một con quái thú. Một ngày nào đó ta sẽ bắt được ngươi. Loài người các ngươi đều ngu ngốc. Ngươi định bắt ta chỉ bằng thanh kiếm quái thú nhỏ bé sao? Chính xác. Thanh kiếm của ta tuy rất nhỏ, nhưng nó đủ sức mạnh để hạ gục được ngươi. Đúng là ngu ngốc. Chị. Ngươi thấy điều đó. Loài người nhỏ bé bất lực. Ngươi định sẵn phải chịu sự cai trị của quái thú mạnh mẽ. Không đúng. Người đã sai khi nghĩ rằng loài người và quái thú phải cai trị loài còn lại. Nhưng người xem, họ là bạn và hiểu nhau. Đó mới là lúc người có sức mạnh thật sự. Với sức mạnh đó, ta sẽ cứu được mọi người. Cái gì vậy? Không thể nào. Mùa chú của ta không thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Lạc nước. Còn quái thú linh thiêng đã nhốt Apollyon lại sao? Apollyon, đây là thất bại của ngươi. Ngươi nói cái gì? Không có mối liên kết nào mạnh mẽ hơn mối liên kết giữa con người và quái thú. Ngươi không đủ mạnh để vượt qua được. Ruth, có phải người đang nói không hả? Thành kiếm quái thú đang cào thét với mình. Đánh bại bóng tối đang bao trùm thế giới này. Không thể như vậy được. Trước đây ta đã từng nhìn thấy ánh sáng của Long Thủ. Tiến lên ra bắt, tiêu diệt bóng tối phía trước. Đại danh ngu ngốc, làm sao một con quái thú lại có thể đứng dậy với loài người đánh bại ta? Con người và quái thú sẽ đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhau. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để mang đến một thế hệ hy vọng và hòa bình mới. Ừ,
không, không được. Nhưng dường như chưa kết thúc đâu. Ta sẽ quay trở lại. Ngày lúc đó ta sẽ khiến lại người các ngươi thật quyền đôi trước mặt của ta. Làm ơn hãy tỉnh lại đi. Mở mắt ra đi Chin. Không phải là thật. Mình không tin là thật. Cậu ấy đã chiến đấu giành dự cho đến phút cuối cùng trong đời. Jin Hais, một hiệp sĩ đầy danh dự thật sự. Có cần vậy không hả Raka? Chúng mình xin lỗi nha, nhưng cậu cũng đâu cần phải đụng đầu mình chứ. Vậy cái con quái thú nhỏ bé ngu ngốc nhà tôi mà biết nói. Mình đoán ta chỉ bị ngất xỉu thôi. Trời ơi, cậu làm mọi người hết hồn luôn hả? Nhẹ cả người. Đúng rồi, mình phải cứu phụ hoàng và mẫu hậu của mình. Công chúa, chờ mình với. Có chuyện gì vậy? Xin chào Ngân Thê. Cô Mi, mình đã bao vây và bắt hết đội quân của Destro vì tội phản quốc rồi. Và công chúa Sena đừng có sợ nữa, cậu đã hoàn toàn tự do. Phụ hoàng, mẫu hậu. Sena, mừng là con không sao. Sao lại như vậy được hả mẫu hậu? Chúng ta được một người đã mất tích lâu rồi giải cứu. Sao? Có thể là ai chứ? Ba ơi. Jin. Ba Jin ơi. Con trai của ba. Ba vẫn còn sống đó ba. Ba xin lỗi vì không đến gặp con sớm hơn nữa Jin à. Con tưởng là ba đã mất từ lâu rồi đó. Ba đã tập hợp một số người bạn bè để ngăn âm mưu của Apollyon. Chào con. Chào con. Xin chào con. Nhưng mà con biết không Jin, tất cả sẽ không thể thành công nếu không có sự dũng cảm của con. Ba ơi. Anh phải cảm ơn tôi vì đã nuôi lớn Jin. Rất vui được gặp lại anh bạn. Raka. Raka bị mất trí nhớ và cậu ấy không nhớ được những gì giữa ba và cậu ấy trước đây. Không có sao đâu. Cảm ơn cậu Raka. Bây giờ để ăn mừng đánh bại ác quỷ, chúng ta sẽ tổ chức yến tiệc vào tối hôm nay. Trên ngọn núi phía bắc đó. Chúc mừng nha. Cô làm gì đến một góc vậy hả? Tôi từng là tùy tùng của Destro. Tôi không xứng đáng tham gia buổi tiệc này. Thôi, không một ai ở đây quan tâm tới chuyện đó nữa đâu ha. Nè, cùng ly chúc mừng nào. Giải đấu đã kết thúc rồi. Chút nữa mình và cậu cùng nhau đi ngắm sao có được không hả? Ngắm sao hả? Mình nghĩ là không được đâu. Vậy ngắm trăng ha. Tôi đoán là Jin đã thực sự thành công rồi. Ý anh là sao? Còn nhớ công chúa Sena đã nói gì không? Người chiến thắng giải đấu sẽ được lấy công chúa. Chính xác luôn đó. Công chúa có nói vậy mà. Nghĩa là anh Jin sẽ là phò mã của vương quốc Camon hả? Đã đến lúc ban thưởng cho người chiến thắng giải Posca Grand Prix, người đã có công gìn giữ hòa bình cho vương quốc Jin Hais và Raka. Công chúa Sena sẽ trao tặng cho họ một quân chương danh dự. Nhưng mà hãy chờ một chút. Jin Hais, cậu đi đâu rồi? Ông nhắc mới nhớ, hình như Sena cũng không có ngồi ở ghế của mình. Nhưng những gì mình đã hứa, Jin à,
cậu sẽ nắm tay mình đi vào lễ đường. Chúng ta vẫn còn quá nhỏ, công chúa. Còn nữa, sau khi đếm sao trên bầu trời mình phát hiện ra có nhiều nơi mình vẫn chưa từng tới đó. Khi mình chiến thắng tất cả các cuộc thi ở những nơi đó, mình sẽ quay trở về với cậu. Mình sẽ là người khiến cậu tự hào. Mình hứa với cậu mà, Sena. Hành trình tiếp theo của chúng ta tiến lên Raka. Đưa ra. Giờ chó không dễ tìm đủ đâu, nhưng cũng đủ để chúng ta tới thị trấn tiếp theo. Đúng vậy, khởi hành thôi nào. Chin, chắc chắn mình sẽ gặp lại cậu. Mình sẽ đi tìm cậu và đánh bại cậu dù chỉ một lần cũng được.